Đêm nào dìu em bước đi qua phố dài, đường in bóng đôi nói cho nhau. Ngoài đường đôi chân gầy lê ngó trên vỉa hè. Công nghệ số đã và đang tạo ra nhiều điều kỳ diệu ở các lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có y tế, và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu thế chung này. Và để... lang thang ngoài trời khuya, hạt mưa rơi.